pha xử lý rất bình tĩnh và tự tin. Văn Hậu, tình huống vào bóng rất quyết liệt của số 6 Genius. Quang Hải, pha xử lý của Thái Sơn. Văn Tùng, đây là đường chuyền vào của Văn Hậu, không được. Số 7 đã ra chân. Đáng tiếc là không có một tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của Siri. Đó thực sự là một tình huống tấn công có nét được tạo ra bởi đội tuyển quốc gia Việt Nam. Văn Tùng cũng chính là người đã có đường chuyền dành cho Đoàn Văn Hậu. Đây là một pha dứt điểm không dễ khi mà nhóm cầu thủ Siri cũng đã có đứng được những vị trí phía trước mặt của Văn Tùng. Rất hay. Đó là một tình huống tấn công với sự dàn xếp của Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu và cầu thủ đã có cơ hội cuối cùng là Văn Tùng. Còn đây là pha dứt điểm của Văn Tùng, lại là một pha dứt điểm không trúng tâm bóng. Pha xử lý rất bình tĩnh và tự tin. Văn Hậu, vào bóng rất quyết liệt của số 6 Genius. Rõ ràng là các cổ động viên mong muốn chúng ta sẽ không phải gặp thêm bất kỳ một tổn thất nào về chấn thương nữa, khi mà trước đó ở trận đấu gặp Hồng Kông Trung Quốc chúng ta đã mất đi những Hoàng Đức hay là trường hợp của Hồ Tuấn Tài. Chính là sau trận thì Trương Tiến Anh cũng đã gặp vấn đề về thể lực. Chuyền bóng xuống khá hợp lý, sau đó là quả căng ngang của Đoàn Văn Hậu. Ít nhất thì hàng công của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang tạo ra được những thời cơ mà khiến cho hàng phòng ngự của City cảm thấy lo lắng. Văn Hậu, Tiến Anh, dứt điểm, rất bất ngờ, không vào. Quyết định ra chân của Trương Tiến Anh là hoàn toàn có thể hiểu được. Công bằng mà nói thì Trương Tiến Anh đã có một màn ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam không thực sự ấn tượng. Nhưng sau trận đấu đó, vẫn rất nhiều sự kỳ vọng và đặc biệt là niềm tin mà huấn luyện viên Philippe Chusie trao cho Trương Tiến Anh vẫn là vẹn nguyên. Đoàn Văn Hậu, rất hài hòa. Đó là Tuấn Hải, rất bình tĩnh. Quang Hải, dứt điểm, không được. Cú ra chân có thể coi là sở trường của Quang Hải, nhưng phía trước mặt của cầu môn bên phía đội tuyển quốc gia City vẫn còn những chiếc bóng áo trắng sẵn sàng để thực hiện những tình huống truy cản. Cánh phải đang khá thoáng, bóng được luân chuyển cho Trương Tiến Anh. Một cảm giác sục sôi đang được gieo vào lòng các cổ động viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam với một lối chơi mà chúng ta đang cảm thấy sự áp đảo được thể hiện. Và sự hứng khởi đó càng trở nên rõ ràng hơn sau tình huống ghi bàn của Tuấn Hải ở phút thứ 49.